Xin chào các bạn. Chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ và có nhiều cái may mắn ha. Thì như cái mình đã nói, suốt Tết là từ mùng 2 trở đi thì mình sẽ làm những cái chuỗi livestream là về đoán vận mệnh của 12 con giáp. Đó, đoán vận mệnh như 12 con giáp. Thì lý do tại sao lại làm cái điều này? Tại vì á, là cái gói tư vấn bình thường đó các bạn thì nó rất là chuyên sâu. Nó rất là chuyên sâu đi thì phải coi ngày giờ tháng năm sanh lực thì nó rất là phức tạp, với bát tự là phải coi chính xác là ngày giờ tháng năm sanh luôn. Đó, thì nó mới ra được cái dụng thần may mắn của các bạn là cái gì. Đó, còn mình làm cái này là để cho số đông. Cho số đông các bạn, là một số bạn là không có điều kiện gặp mình ha, thì các bạn vẫn có thể biết được sơ sơ những cái vận hạn của năm nay nó đến thông qua cái tuổi là cái con giáp của mình, là Tý Sửu Dần Mèo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Đó, thì mục đích của cái livestream này là vậy. Đó, 12 cái ngày đầu á, mình sẽ nói về bất kỳ cái tuổi nào và mình sẽ không nói trước. Vô cái livestream này mình sẽ nói là hôm nay mình sẽ xem cái tuổi gì. Thì sau hết 12 cái tuổi đó, mình sẽ coi tới cái nhật chủ, là nhật chủ mệnh, nghĩa là cái ngày thiên can, ngày sinh của các bạn luôn, thì nó chính xác hơn nhiều. Còn cái độ chính xác xem cái năm sanh thì nó chỉ tầm khoảng 50% là cao lắm. Do đó các bạn đừng có quá serious, nghĩa là đừng có quá là nghiêm trọng khi mình nói rằng cái tuổi của các bạn năm nay nó không có tốt, là chỉ việc xem cái tuổi thôi. Chứ còn ngày tháng năm, ngày tháng giờ sanh thì chưa có. Đó. Do đó là các bạn yên tâm ha. Rồi bạn nào muốn coi chi tiết hơn á, thì ráng share cái này lên tường của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tag những cái người bạn quan tâm về cái tuổi này, hoặc là các bạn nghĩ rằng năm ngoái họ bị những cái hạn rất là nặng thì không biết năm nay như thế nào, thì các bạn tag họ vào. Thì người nào mà tag càng nhiều á, và cuối cái livestream này tôi sẽ tổng kết lại, thì người đó sẽ được những cái giải thưởng như trên cái livestream đã đưa ra. Đó. Thì cố gắng tương tác cho nhiều ha. Và tất nhiên là người nào tương tác nhiều nhất trong tất cả các buổi livestream thì sẽ có cái tổng kết. Và tôi sẽ thưởng người đó sau nguyên cái chỗ livestream này. Đó, các bạn cố gắng tương tác nhiều. Và đừng có nghĩ rằng là livestream này mình không được, livestream sau mình bỏ, uổng lắm các bạn. Bởi vì mỗi ngày tôi chỉ làm 50 phút cái này thôi. Cho nên cố gắng xem. Đầu tiên. Vậy thì năm nay á, tôi sẽ xem cho các bạn trước là tuổi Tuất. Xem tuổi Tuất trước. Bởi vì năm nay người ta thường nói là tuổi Tuất gặp Tuất là năm Mậu Tuất á, thì năm tuổi thì không biết là có xui hay là hên. Thì sáng giờ tôi đi vòng vòng thì anh em tuổi Tuất hỏi tôi nhiều lắm, không biết năm nay tuổi Tuất là như thế nào. Bởi vì tuổi Tuất mà gặp Mậu Tuất, đặc biệt là những bạn năm 94 nó 94 nè, không 2006, 94, 82, 70, 58. Đó là những cái tuổi gần nhất là cái tuổi Tuất. Thì xem vận hạn năm nay như thế nào. Thì cách xem của tôi á, nó sẽ hình tượng cho các bạn dễ hiểu. Bởi vì khi mà nói những thuật ngữ chuyên sâu thì tôi nghĩ là 80% người ở đây sẽ không hiểu được đâu. Tất nhiên có những bạn là từng nghiên cứu thì nói là hiểu, nhưng mà có những bạn 80% là tôi tin rằng là sẽ không hiểu. Cho nên tôi sẽ diễn giải nó dưới một cái góc độ gọi là góc độ hình tượng. Cho nên nếu các bạn nào mà chịu khó xem ngay cái video livestream đầu này rồi đó, thì về sau các bạn sẽ rất dễ hiểu lý do vì sao mà tôi lại nói cái tuổi này hơn cái tuổi này xui. Cho nên cố gắng theo dõi livestream này thật là kỹ. Bởi vì mở đầu tôi sẽ nói chung về năm Mậu Tuất một cách hình tượng nhất cho các bạn hiểu. Từ đó mới nói cái tuổi đó so với cái hình tượng nó như thế nào. Rồi chúng ta chờ một chút coi có mấy người xem rồi. Mới có 18 người chưa nói được. Ráng lên khoảng 30 đi, để tôi nói. Nên người Tuất năm nay thì nói chung là cũng có nhiều biến động. Nhiều biến động lắm. Người nào Tuất thì tát vào đi các bạn. Bởi vì tôi biết rằng là Tuất từ mùng 1 đến giờ là hỏi nhiều lắm. Cho nên ai các bạn tuổi Tuất tát vào đi. Có nhiều cái rất là vui. Chó gặp chó. Là chó gặp chó. Năm chó gặp chó sẽ xảy ra những chuyện gì.
ráng xem lên 30 đi, ráng xem 30 thì tôi nói, tại ít quá nói mất công hồi nói lại đó. Giống livestream bữa tháng cô hồn á các bạn, có những đoạn quan trọng lắm mà tôi nói là từ nửa tiếng đầu á, thì mấy bạn nửa tiếng sau vô lên tới mấy trăm view rồi thì các bạn lại hỏi ngược lại những cái điều mà tôi đã nói. Thì các bạn nào mà vô sâu á, thì chịu khó xem hết hết livestream rồi các bạn xem lại ngay từ đầu ha. Cho nên tôi phải đợi đúng một cái số lượng, dù là 30, 40 hay 50, thì livestream đầu tôi cho là 30, đủ 30 thì tôi vào nói, chứ ít quá là mất hứng á. Tại tôi làm này tôi cũng mất thời gian mà các bạn. Thì mỗi livestream nó sẽ ngắn thôi ha, nó tầm 10 phút. Nó tầm 10 phút, không nhiều. Mà tại vì ban đầu thì sẽ dài hơn một chút để cho các bạn biết là tôi sẽ có những cái livestream này vào suốt Tết. Nên bạn nào tôi tức á, thì tắt các bạn tôi tức vào đi, để cho các bạn hiểu về cái năm sinh của mình. Mà chưa biết chính xác là tuổi nào, bởi vì tôi muốn sự bất ngờ ha. Cho nên ngọ thì để sau. Hôm nay nói về tôi về tốt trước. Rồi, thôi tôi vô đại luôn để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Rồi có thể mùng 2 là có nhiều người, người ta đang đi ăn tiệc đó. Cho nên sau cái livestream này thì livestream sau họ sẽ biết nhiều hơn. Cho nên chúng ta nói thẳng luôn ha. Rồi, năm Mậu Tuất, mở đầu năm nay Mậu Tuất nghĩa là như thế nào? Thì các bạn thấy trong cái thiên can về địa chi á, thì có là Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ đó. 12 con giáp thì nó có là Tý Sửu Dần Mẹo, Thìn Tỵ Ngọ Mùi, Thân Dậu Tuất Hợi. Đó. Thì cái năm Mậu Tuất là cái năm Mậu, là cái chữ Mậu là cái thiên can, nó là thổ, nghĩa là thuần thổ. Nó là thuần thổ. Thổ là gì? Là đất núi. Nó là dương thổ ha. Mậu á là dương thổ. Còn chữ Tuất á, chữ Tuất á nằm trong bộ tứ của thổ, là Thìn Tuất Sửu Mùi. Đó, nó nằm trong bộ tứ Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên Thìn Tuất Sửu Mùi nó cũng thuần thổ. Nhưng mà cái thổ của cái Tuất á nó đặc biệt thế này nè, là nó có chứa lửa và kim. Có nghĩa là trong cái đất đó nó rất là khô cằn. Các bạn về Cà Mau á, thì cái đất Tuất là cái đất của Cà Mau á, đó là cái đất của Cà Mau. À, còn cái Mậu á là cái thổ, là cái đất, là đất núi. Núi Trường Sơn á là cái hình tượng của cái Mậu, của cái Mậu thổ, là dương thổ đó. Còn Tuất là cái núi của Cà Mau, là cái đất của Cà Mau, là cái đất khô cằn, đất bên trong nó có thể đốt dễ dàng, nó khô cằn các bạn. Cho nên cái tượng của năm Mậu Tuất á, các bạn hình tượng như nè, nó là một cái năm á mà gọi là núi khô, núi đá trùng trùng điệp điệp, núi trùng trùng điệp điệp đó. Các bạn hình dung nha, năm Mậu Tuất là cái năm mà các bạn đứng trước mặt các bạn là một dãy núi liên hoàng sơn, nghĩa là Trường Sơn đi cho dễ hiểu, là trùng trùng điệp điệp luôn. Đó là cái tượng của năm này. À. Và do nó là năm Tuất mà là thổ, cho nên nó là năm Mậu Tuất này á, tôi gọi là năm chó vàng. Và tôi lấy luôn là cái tên của con chó vàng, là con vàng ở trong cái bộ truyện Lão Hạc đó các bạn, là cái tượng của con chó đó đó. Đó là cái năm nay là năm tôi gọi là năm con vàng, là con chó vàng, bởi vì là thổ, là con chó đất, là con chó vàng, hay còn gọi là con chó núi đó. Cho nên năm Mậu Tuất này các bạn nên hình tượng là một con chó núi xuất hiện ở trên một cái dãy liên hoàng sơn, núi núi trùng trùng điệp điệp đó. Các bạn hình dung được chưa? Phải nhớ kỹ cái hình tượng này nha. Hình tượng năm Mậu Tuất là hình tượng của núi đá trùng trùng điệp điệp. À, và trên đó xuất hiện những đàn chó quan, những đàn chó núi đó. Đó, hình tượng được như vậy thì bắt đầu vô nè. Chính vì cái năm nay á, là cái năm mà Mậu Tuất đã năm thuần thổ như vậy á, Mậu thổ, Tuất cũng là thổ. Cho nên cái năm nay á, các bạn sẽ thấy những cái ngành á, thứ nhất là ngành về bất động sản, rồi những cái ngành về nông nghiệp, bất động sản, nông nghiệp như là trồng rau sạch này nọ đó, rồi trồng chuối xuất khẩu, rồi về nông nghiệp rất là tốt, đặc biệt là về tôn giáo tâm linh nữa.
Đó, cho nên những cái ngành mà ngành thổ sẽ phát triển như vũ bão vào năm nay. Là những bạn nào đang làm về ngành bất động sản, đang làm về nông nghiệp, đang làm về lĩnh vực tôn giáo tâm linh, các bạn sẽ thấy sự bùng nổ của nó ở trong cái chu kỳ năm nay. Bởi vì năm này là năm thuần thổ. Ha. Cho nên bạn nào mà có dụng thần của mình á, là người nào đến với Gemini rồi thì biết cái dụng thần là cái ngũ hành mình còn thiếu và bổ trợ cho mình á. Mà có ai mà có cái dụng thần á, là kim á hoặc là thổ á thì năm nay là rất là tốt luôn ha. Người nào mà có dụng thần thổ kim á thì gặp năm nay rất là tốt, bởi vì năm nay rất nhiều thổ, núi đá trùng trùng điệp điệp mà đó. Và cái tượng của năm nay là cái tượng là khi các bạn mở cửa ra, các bạn thấy núi đá trùng trùng điệp điệp thì sao? Nó giống như là những cái tấm chắn đường các bạn, có nghĩa là có nhiều cái cản trở, là nó khó khăn hơn hai cái năm Đinh Hỏa và Bính Hỏa, năm năm Đinh Hỏa và năm Bính Hỏa vừa rồi. À. Vậy thì cái tuổi Tuất năm nay sẽ như thế nào? Xin nhắc lại là tuổi Tuất là những cái tuổi sinh vào năm 94, 82, năm 70, năm 2006. Đó là tuổi Tuất. Thì tuổi Tuất năm nay sẽ như thế nào? Tuổi Tuất năm nay sẽ như thế nào? Đầu tiên hồi nãy tôi đã nói rồi. Cái tượng của năm nay là tượng con chó núi. Là con chó nó ở trên mấy cái chỗ mà nó chăn cừu của các bạn ở trên núi đó. Thì các bạn tuổi Tuất á, các bạn hãy tưởng tượng các bạn là một, tôi không có nói bậy nha, tôi đang tưởng tượng thôi, là các bạn như là một con chó đi qua cái chỗ mà chăn cừu đó. Thì nếu như mà các bạn đi một cách mà êm đềm nhất á, thật là êm đềm, các bạn im lặng, các bạn nhẫn nhục, các bạn đi qua cái chỗ đó để tránh khỏi cái con chó mà chăn cừu đó, hay con chó săn đó, thì các bạn sẽ được bình an. Còn nếu mà các bạn đi qua cái dãy núi đó, đi qua cái chỗ mà con chó săn với lại con chó chăn cừu đó đó, mà nó đang canh, mà các bạn làm ồn lên á, gây sự chú ý, thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp vấn đề rất lớn. Cho nên cái tượng của tuổi Tuất năm nay gặp Mậu Tuất năm 2018, là những bạn tuổi Tuất năm nay là cái năm các bạn nên nhẫn nhịn, nhẫn nhục chờ thời và ủ mưu. Nói theo cái ngôn ngữ khởi nghiệp, các bạn nào khởi nghiệp làm startup sẽ biết à, cái ngôn ngữ gọi là ủ mưu, nghĩa là năm nay các bạn không có làm, không có launching, không có làm được cái gì mà nó ra hồn được. Mà cái năm nay là cái năm nay với năm sau là cái năm các bạn nên ủ mưu. Đó, các bạn nên ủ mưu, nghĩa là mình làm plan, mình lên kế hoạch cực kỳ chi tiết. Rồi cái năm mình làm mình dừng lại để mình xem lại kế hoạch của mình để mình tu bổ lại, và không nên làm cái gì mà nó quá, mà quá sức mình hoặc là nó quá vĩ đại kìa. Đó. Thì lúc hồi tôi sẽ vô nói kỹ hơn về nghề nghiệp, tình yêu cũng như là về công danh, xã hội, quan hệ xã hội của các bạn tuổi Tuất năm nay thế nào. À. Cho nên cái năm xin nhắc lại một lần nữa, cái tượng của tuổi Tuất năm nay là các bạn tuổi Tuất nên nhẫn nhục chờ thời. Năm nay là cái năm con chó chạy ra và thấy những cái đàn chó săn thì mình nên im lặng nhẫn nhục để mình qua thời. Đó. Con sẽ nói sâu hơn về cái sự nghiệp. Đầu tiên là yếu tố đầu tiên luôn, các bạn quan tâm đến sự nghiệp. Thì những cái người nào mà tuổi Tuất á năm nay á, các bạn nên chú ý chỗ này nè. Cái người tuổi Tuất á thì cái đại diện, cái ngũ hành đại diện cho cái sự nghiệp của họ là Mộc. À, cái người nào học bát tự sẽ biết điều này, nhưng các bạn chỉ cần nghe thôi. Nghĩa là cái người mà tuổi Tuất năm nay thì cái ngũ hành á, mà đại diện cho các bạn về sự nghiệp, về công danh sự nghiệp á, nó là yếu tố Mộc. Mà năm nay á, là năm nãy tôi nói rồi là năm Mậu Tuất, Mậu Thổ, Tuất Thổ, và trong đó chứa âm quả và âm kim. Cho nên toàn bộ năm Mậu Tuất năm nay, năm Mậu Tuất không có Mộc, không có yếu tố Mộc ở trong cái năm Mậu Tuất năm nay. À, cho nên về cái mặt mà sự nghiệp á, thì cái điểm tôi cho sự nghiệp của năm tuổi Tuất năm nay chỉ là 5 trên 10 mà thôi, chứ không có nhiều đâu các bạn. Bởi vì trong cái năm nay không tìm ra được cái hành mộc, nó không có mộc ở trong cái năm Mậu Tuất, mà cái mộc là đại diện cho cái sự nghiệp cho tuổi Tuất. Cho nên cái tuổi Tuất năm nay về sự nghiệp sẽ có nhiều cái nếu các bạn á, mà muốn đổi việc thì nó sẽ rất là khó, các bạn đổi việc khó lắm. Và lời khuyên là các bạn của Tuất năm nay nếu đang có công việc làm á, thì các bạn nên
thì các bạn nên giữ nguyên cái công việc vị trí hiện tại. Và nếu có một cái offer công việc mới, hoặc là có offer công việc mới cùng lúc với lại ở cùng công ty cũ mà được lên chức hoặc là tăng lương ấy, thì các bạn nên ở lại cái công ty đó, ở lại cái công ty và giữ nguyên cái vị trí cho hết tới năm sau luôn. Đó. Vì nếu mà các bạn mà đổi việc ấy, thì cái việc đó rất là khó, các bạn tìm việc nó khó lắm và cái lương nó sẽ không cao, nó sẽ không cao so với cái công việc cũ hiện tại. Cho nên tuổi Tuất năm nay tôi khuyên về sự nghiệp đó là nên nhẫn nhục chờ thời. Đó, năm nay với năm sau là các bạn nên giữ nguyên cái công việc hiện tại các bạn, làm việc để mà có lương, để mình tích, để mà qua cái năm Tý mình có thể phát triển. Chứ mà năm nay không nên đổi việc. Và cái điểm sự nghiệp tôi cho điểm tuổi Tuất năm nay là tầm 5/10. Các bạn chú ý những cái điểm này ha, là nó sẽ tương quan với những cái tuổi khác. Và nếu như bạn nào mà bất quá, mặc dù là chán công việc quá luôn á, thì các bạn tuổi Tuất á, có thể lựa là vào những cái tháng xin việc các bạn đi tìm việc á, tầm vào khoảng tháng 2 nè, tháng 3 nè, tháng 4, tháng 7 hoặc là tháng 11. Đó là những cái tháng mà các bạn là có xác suất tìm việc mới nó hợp và nó lương tốt hơn so với hiện tại các bạn thôi. Còn lại thì tôi khuyên là nên giữ nguyên công việc hiện tại. Nha. Nên giữ nguyên công việc hiện tại. Đừng có lăn tăn. Và năm nay các bạn sẽ thấy vì là cái năm chó. Đó, năm chó mà các bạn cũng là tuổi Tuất. Và năm Tuất thì chó mà gặp chó thì có mang tính bầy đàn và mang cái tính giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên các bạn sẽ thấy được với cái công việc hiện tại các bạn, nếu mà có quá nhiều cái workload, nghĩa là quá nhiều công việc, các bạn sẽ thấy được sự giúp đỡ của những đồng nghiệp, của quý nhân giúp đỡ các bạn để qua được những cái công việc khó khăn đang chờ là phía trước. Cho nên là khi mà cái việc gì mà khó khăn ở trong công việc, các bạn nên tìm sự giúp đỡ chứ đừng có ngồi không. Và năm nay các bạn dễ kiếm người giúp đỡ các bạn nhiều nhất. Nhớ nha, những người tuổi Tuất, đừng có thấy khó khăn trong công việc là im, mà hãy nói ra, hãy nói thẳng vấn đề với những người các bạn tin tưởng, họ sẽ cho các bạn lời khuyên ngay. Bởi vì năm nay là cái năm các bạn rất dễ tìm được cái người quý nhân của các bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Có cái gì buồn tuổi cứ nói thẳng ra, họ sẽ giải quyết cho các bạn. Đó, tiếp là tới tiền bạc, tới tiền bạc tài lộc. À, một trong những cái mà các bạn rất là thắc mắc ha, thì tiền bạc của tuổi Tuất năm nay như thế nào trong năm 2018? Thì trong bát tự của các bạn, đối với tuổi Tuất thì cái ngũ hành mà đại diện cho tiền á, nó là thủy. À, nhớ nha, đối với cái người tuổi Tuất năm nay á, thì cái hành mà đại diện cho tiền bạc nó là nước, là thủy. Đó, thì chúng ta sẽ coi trong cái năm này là năm Mậu Tuất. Như nãy tôi nói rồi, Mậu là thổ, Tuất cũng là thổ, mà trong cái Tuất là thổ là có âm hỏa và âm kim, cho nên không có tìm ra nước, nghĩa là nó không có nước, nó không có nước ở trong cái năm Mậu Tuất. Cho nên cái tượng người mà tuổi Tuất năm nay á các bạn, cái tượng nó như vậy nè, các bạn tưởng tượng là năm Mậu Tuất là cái năm mà cái núi nó trùng trùng điệp điệp, mà mỗi lần mà mưa xuống á thì nước nó ngấm rất là lẹ, tại đất nó khô đó, cho nên cái mưa nó rớt xuống á, nó ngấm rất là lẹ luôn. Điều này gì á, là ý nói rằng cái người tuổi Tuất á năm nay á, họ kiếm tiền á rất là dễ, họ kiếm tiền dễ nhưng mà nó hấp thụ lẹ lắm các bạn, nghĩa là các bạn không có saving được, các bạn không có tiết kiệm được. Người tuổi Tuất năm nay á, kiếm được nhiều tiền, xài cũng cực kỳ nhiều tiền luôn, nghĩa là đầu này vô và đầu kia ra liền luôn, mười mấy triệu là trong vòng khoảng mấy ngày hay tuần là banh hết. Đó, có nghĩa là nó hấp thụ nước rất là nhiều, tại thổ, phần thổ nó khô lắm, cho nên mưa xuống, mưa là tiền á, nó xuống là nó đất nó hấp thụ ngay. Nghĩa là cất kiếm được tiền thì cũng không có saving được, không có tiết kiệm được dễ dàng. Cho nên người nào tuổi Tuất thông minh á thì ráng tìm một cái người mentor, nghĩa là cái người thầy hoặc là cái người bạn của mình nó cho những cái lời khuyên về tài chính. Và các bạn đừng có đầu tư vào những cái gì mà chơi đánh bài, việc lot này nọ, các bạn khó thắng lắm. Mà các bạn nên đầu tư vào những cái, người tuổi Tuất nên đầu tư vào những cái long term, nghĩa là những cái dài hạn. Những cái dài hạn đó là gì? Là bất động sản. Ha. Bạn nào tuổi Tuất có tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, về tài sản mà nó về dài hạn, ít nhất là 3 năm thì các bạn sẽ có lợi hơn so với những cái việc mà đầu tư nhỏ lẻ. Đó. Và nên có một kế hoạch tài chính hết sức là rõ ràng, vì người tuổi Tuất năm nay là tiền vô tiền ra là lẹ làng luôn.
cầm tiền tay này ra tay kia liền, xài cực kỳ dữ. Nhưng các bạn tôi tốt nhớ cẩn thận nha, nếu có xài nhớ rủ tôi đi ăn cho lẹ, còn có phước hơn chứ đừng có đừng có đem tiền tiêu bậy mà trà sữa này nọ là hết lẹ lắm. Tôi có mấy đứa bạn tôi tốt tôi biết mà suốt ngày gông cha coi, mới lãnh lương xong coi như là 2 tuần là banh hết lương luôn. Cho nên các bạn cẩn thận ha. Rồi về tình duyên à, cái này là một số bạn rất là thắc mắc, tại vì Tết mùng 1 nó cũng là trước mùng 1 chứ là 14 tháng 2 thì tôi thấy có một đám bạn là ngồi bó gối ngồi khóc là 94 luôn đó. Thì liệu qua cái năm này á, thì những người tuổi Tuất có tốt về tình duyên hay không? Câu trả lời là cực khó nha các bạn, rất là khó. Bởi vì con chó mà gặp chó nó mang tính bầy đàn, nó mang tính bạn nhiều hơn là tính tình yêu. Nhưng người tuổi Tuất mà gặp năm Tuất á, thì thường á, là về vấn đề tình yêu á, điểm tôi cho là tầm khoảng 4/10, 4/10 thôi. Nghĩa là con chó động chó thì nó hay hùa, nó hùa thì nó thường là gặp nhiều bạn hơn là gặp người tình. Cho nên người tuổi Tuất mà năm nay á, người nào mà chưa có bồ á thì lại rất khó tìm được gấu ha, khó tìm được gấu lắm. Và nếu có cái người mà mình để ý mình thích á, thì người tuổi Tuất năm nay gặp rất nhiều đối thủ. Bởi vì chó nó hùa các bạn, năm chó nó hùa có nghĩa là cái đối tượng mình thích có rất nhiều người cạnh tranh, cho nên các bạn sẽ rất khó để mình đá được hết mấy con đó để mà giành được cái người mà mình thích, cả trai và gái đó. Cho nên người tuổi Tuất năm nay sẽ gặp sự cạnh tranh rất nhiều. Nếu như các bạn vẫn còn đang cô đơn, vẫn còn đang FA và các bạn đang thích một người nào đó, các bạn sẽ phải đấu tranh rất nhiều để có được người mình thích. Đó. Và cái người nào nha, cái người nào tuổi Tuất mà đang trong tình yêu á, là đang có người yêu rồi, là cái người tuổi Tuất đang có người yêu rồi, thì năm nay họ sẽ phải rất khó khăn, phải rất là nhẫn nhục luôn. Họ phải rất khó khăn, rất nhẫn nhục để giữ được người mình yêu. Đó, cái năm nay nó năm rất khó tình yêu cho người tuổi Tuất. Chưa có thì gặp nhiều đối thủ, mà có rồi thì coi như là lại khó giữ, mà phải rất nhẫn nại, phải nhất nhẫn nhục cực kỳ mới giữ được cái người mình yêu. Đó là cái tượng tình yêu năm nay cho người tuổi Tuất. Nó khó khăn như vậy đó. Mà nếu như mà bạn nào mà thấy mà thèm quá luôn rồi, nghĩa là không còn gì để mất nữa, là muốn có bằng được người yêu năm nay á, thì tốt nhất là người tuổi Tuất nên quen những tuổi này nè, nên tập trung vào thị trường mục tiêu. Đó là những tuổi như là tuổi Mão nè, tuổi Ngọ, rồi tuổi tuổi Dần, tuổi Dậu. Đó là những cái tuổi mà cái xác suất mà cua dính á, nó cao hơn những cái tuổi khác. Theo thứ tự nãy tôi nói luôn ha, là Mão, Ngọ, Dần, Dậu. Và nếu như bứng quá rồi, muốn có người yêu quá rồi thì tìm những cái tuổi đó mà tán thì nó dễ dàng hơn. Đó. Nhưng mà lời khuyên là năm nay là nên tập trung học hành và sự nghiệp, vì tình yêu của cái tuổi Tuất năm nay thì nó không tốt lắm, chỉ có 4/10 mà thôi. Về vấn đề xã hội thì như thế nào? Về vấn đề xã hội, về quan hệ xã hội, thì cái người tuổi Tuất năm nay á, là chó gặp chó thì nó có mang tính bầy đàn. Nãy giờ tôi nói rồi, tôi xung quanh những cái hình tượng thôi, các bạn dễ hiểu không? Con chó bạn gặp chó thì nó hùa. Nghĩa là cái năm nay á, người tuổi Tuất á, họ cái quan hệ ngoại giao của họ rất là mở rộng. Họ rất là dễ chơi, họ dễ quan hệ với những người khác. Và cái câu chuyện mà họ hay nói khi gặp những người khác là vấn đề tiền bạc. Cho nên các bạn nào mà đang mà thấy có nhìn mình nhiều tiền á, nên xem mấy người mà tuổi Tuất mà tới các bạn thì chắc chắn họ sẽ nói về vấn đề tiền bạc. Đó, có thể mượn nữa. Tại vì cái năm nay tuổi Tuất á, họ xài tiền rất là nhiều. Họ xài tiền nhiều lắm, cho nên á, là khi mà họ gặp ai mà có nhiều tiền á, thì họ hay ngồi nói chuyện lắm. Tôi mới bị rồi tôi biết. Đó, nhưng mà nó hợp lý thì mình vẫn cho mượn thôi. Nếu mà hợp lý thì mình vẫn cho họ, những người tuổi Tuất mượn. Đó. Nghĩa là cái mối quan hệ mở rộng của người tuổi Tuất năm nay rất là tốt. Nha. Mối quan hệ của người tuổi Tuất năm nay cực kỳ tốt luôn. Và cái năm nay các bạn nên tập trung vào quan hệ ngoại giao hơn là về vấn đề tình cảm cá nhân. Và đó sẽ là một cái bước tiến rất tốt để cho năm Tý các bạn phát triển về sự nghiệp, cũng như là về cái công danh và nghề nghiệp hay là kinh doanh. Các bạn nên mở rộng nó ra. Năm nay tập trung vào quan hệ xã hội nhiều hơn là về tình duyên.
đó là cái con đường tốt nhất cho các bạn. À. Rồi về cái những cái tượng là về sự xích mích, cái sự thị phi của năm nay của người tuổi Tuất như thế nào, thì các bạn nên nhớ thế này nè. Con chó gặp nhau á, nó hùa một lúc rồi nó cũng quay lại nó cắn nhau, ai quăng một cục xương ra nó cắn liền. Nhưng mà để ý là nguyên đám chó đang chơi với nhau mà mình quăng một cục xương ra là nguyên đám lại bay lại cắn, cắn lộn nhau liền à. Có nghĩa là sao? Trước là bạn, sau là thù ha. Cho nên cái tượng mà năm nay á của tuổi Tuất, khi mà quan hệ xã hội thì các bạn nên để ý sẽ có những cái xích mích mà nó dẫn đến kiện tụng. Mà nếu mà các bạn không nhẫn nhục để tránh đi cái điều đó thì các bạn sẽ phải gặp những cái đối thủ cực kỳ mạnh, những cái đối thủ rất rất mạnh khi mà các bạn đi mà các bạn kiện tụng họ hay là các bạn tranh cãi với họ thì các bạn thường không thắng được, hên lắm là què thôi chứ mà các bạn khó thắng lắm. Cho nên tôi khuyên các bạn của tuổi Tuất năm nay khi mà các bạn gặp vấn đề gì đó các bạn nên hòa giải, các bạn nên nhẫn nhục, các bạn chịu đựng cho nó qua tới năm Tý đi. Các bạn đang làm kinh doanh mà các bạn có kiện tụng rồi, các bạn kiện năm nay nó cũng sẽ kéo dài, nó sẽ kéo dài, nó không có chấm dứt được trong năm nay đâu, mà nó sẽ kéo dài rất là mệt. Bạn sẽ tốn rất nhiều chi phí đó, ngay cả việc tranh giành đất đai hay thừa kế tài sản nữa đó, thì các bạn nên cẩn thận vì năm nay là năm không tốt cho kiện tụng. Và các bạn kiện là chắc chắn là 80% các bạn thua kiện, nếu mà người đó là những cái người mà khắc kỵ tuổi của các bạn, tuổi Thìn chẳng hạn, các bạn mà kiện tụng gặp người tuổi Thìn là các bạn chết liền đó. Do đó là nên cẩn thận, nên cẩn thận là đừng có dính vào bất cứ cái xích mích gì hết. Mình nên dĩ hòa vi quý và mình nên nhường nhịn. Mình nhường nhịn không phải là vì mình ngán, không phải là vì mình sợ họ gì hết, mà mình lo cho bản thân của mình trước. Tại vì mình có kiện hay chăng nữa, nếu mình có thắng mình cũng sẽ tốn rất nhiều chi phí. À, nên nhớ nha. Người nào làm trong công ty có sếp là mình đủ tốt hay mình có sếp mà sếp nó không hợp với mình chẳng hạn vậy, thì mình nên nhẫn nhục, nên giữ nguyên công việc, nên nhẫn nhục đó. Bởi vì có thể là qua năm Tý ông sếp nó bị thay thì cái thời vận của mình lại lên lại. Chứ năm nay mà chuyển việc các bạn không tốt đâu. Các bạn nào đang tuổi Tuất đang đi làm hãy nhớ cẩn thận nha. Có sẽ có những cái khó chịu trong công việc của các bạn, nhưng mà các bạn nên nhớ đừng bao giờ nghỉ việc trong năm nay không tốt. Các bạn hãy nhẫn nhục sếp, nhẫn nhục cha mẹ, nhẫn nhục bạn bè, nhẫn nhục với những mối quan hệ của mình thì các bạn sẽ được lợi nhiều hơn là cứ mà bay vô mà cắn họ hay sủa họ hay là đối trách với họ đó. Cho nên đó là cái tượng về cái mối quan hệ xích mích về thị phi á, là năm nay tuổi Tuất dễ bị thị phi lắm, cho nên các bạn hãy cẩn thận, nên tránh là vừa. Rồi về sức khỏe ha, có nhiều bạn thì cũng 94 thôi nhưng mà bệnh nhiều lắm các bạn đó. Thì sức khỏe năm nay là người tuổi Tuất nên chú ý đến cái điều gì, thì trong cái cơ thể của mình á nó có ngũ hành luôn. Tại ngày xưa tôi có đi học đông y, ngày xưa tôi đi học đông y là để tôi chữa bệnh cho những cái người mà bà già đó, những cái bà già, những cái người già, những cái người già mà người ta không có điều kiện người ta đi bác sĩ kia. Thì tôi có đi học một ông thầy, tôi với một thằng bạn đi học ông thầy đông y ở ngay trên cái chùa gì tôi quên rồi, ở trên đường Phạm Văn Đồng, nó đi vô một chút thì ông thầy đó là ông thầy đông y. Thì lúc mà tôi học á, tôi học được nhiều thứ lắm, mà trong đó cái tôi thích nhất mà liên quan tới ngành tôi nhất là cái ngũ hành á, ở trong cái cơ thể con người. À, ví dụ như là phổi á, nó là kim, hỏa đó nó là tim với ruột non, à, rồi mộc đó là gan, rồi thổ đó là dạ dày đó. Cho nên cái năm Mậu Tuất này là cái năm á là thuần thổ các bạn, thổ cực kỳ mạnh, mà cái gì dư thì không tốt, mà thổ dư là thổ là cái gì, là dạ dày ha, dạ dày, đường tiêu hóa. Cho nên cái người mà tuổi Tuất á năm nay các bạn sẽ thấy có những vấn đề về tiêu hóa rất là dễ chột bụng, ăn khó tiêu, dễ tiêu chảy, mới ăn xong là phải xả liền ấy. Nó bị những cái triệu chứng về dạ dày đó, dễ loét dạ dày này, dễ đau bao tử, rồi hệ tiêu hóa là việc không có tốt, là vì thổ nó quá nhiều đi đó. Cho nên các bạn tuổi Tuất năm nay nhớ cẩn thận ăn uống, ăn nhậu
để ý đến cái dạ dày của mình trước. Và một trong những lời khuyên của tôi là mỗi sáng các bạn cứ lấy nghệ á, nghệ viên nó, nghệ mật ong á, nó bán trong siêu thị á, nguyên hũ nè, các bạn mua về mỗi sáng các bạn bóc một mụn rồi nè, các bạn uống là vừa, thì nó sẽ ngăn ngừa cho các bạn cái bệnh về dạ dày do cái ảnh hưởng của năm Mậu Tuất này. Nhớ nha, những người tuổi Tuất không có thừa đâu, những lời tôi nói nó có đó. Mặc dù là chỉ coi cái năm sanh thôi, nhưng mà tôi đã chắt lọc những cái gì mà nó ảnh hưởng nhất với các bạn ha. Cho nên là tuy không có đủ ngày giờ tháng năm sanh, nhưng mà tôi xem như vậy là nó cũng hơi hơi bị chi tiết rồi đó. Cho nên là nhắc lại một lần nữa là năm nay cái tuổi Tuất á, cái chỉ số may mắn á, là nó tầm khoảng 6.5/10, tổng quan luôn nha, tuổi Tuất là 6.5/10 à. Mà nói cái này là dựa trên năm thôi, cho nên người nào mà tuổi Tuất nghe cái này cũng đừng có buồn ha. Bởi vì các bạn còn ngày tháng năm, ngày tháng và giờ sanh nữa, thì mỗi cái ngày tháng giờ nó khác nhau á, dù cùng một năm nhưng mà nó sẽ quyết định cái sơ đồ ngũ hành của các bạn. Người nào đến Zenmi rồi sẽ biết, thì cái sơ đồ ngũ hành đó, đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự may mắn và cái sự hấp thụ cũng như là cái sự chống đối với cái năm Mậu Tuất này khác nhau đó. Nhưng mà tụ chung lại thì cái tuổi Tuất năm nay nên chú ý vào những cái điểm nãy giờ tôi nói. Thứ nhất là không nên đổi việc, nên giữ vững công việc hiện tại. Thứ hai là về vấn đề tiền bạc, nên xem kỹ về chi tiêu, bởi vì là kiếm được cũng nhiều mà ra nó lại cực kỳ luôn đó. Cho nên cần một cái kế hoạch về tiền bạc rất là rõ ràng. Rồi về tình yêu thì và quan hệ thì nên tập trung vào quan hệ ngoại giao xã hội hơn là về tình cảm. Nếu bạn nào đã lỡ có người yêu rồi thì các bạn nên quan tâm người yêu cực kỳ ghê gớm luôn á, nếu không là nó bỏ các bạn liền á. Và các bạn phải cực kỳ nhẫn nhục trong tình yêu, có tranh cãi gì thì các bạn cũng nên hòa giải sớm, đừng có gây hiểu lầm đó. Đó là về tình yêu ha. Rồi về cái kiện tụng, về cái sự tranh chấp nữa thì tuổi Tuất cũng nên tránh. Đó là những cái tổng quan nhất về tuổi Tuất năm nay, và hy vọng các bạn sẽ theo dõi về những cái năm sau, về những cái tuổi còn lại. Và cái tuổi kế tiếp tôi nói cũng sẽ tiết lộ vào trong livestream, chứ tôi không có nói trước. Cho nên các bạn hãy đón xem livestream kế tiếp. Và ngày mai tôi sẽ tổng kết những cái bạn nào đã được cái giải thưởng của ngày hôm nay ha. Thì tôi thấy nãy giờ là có nhiều người cũng tranh thủ là tát một đống người vào luôn rồi. Trời ơi, Nguyễn Trương Hoàng Nhật gì đâu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 người luôn. Mà tôi thấy cái người ở trên còn tát vô là gần cả nguyên cả một family vô luôn á. Ok các bạn, nhớ các bạn tát á, các bạn nhớ nghệ thuật tát nha. Các bạn tát những cái người nào mà người ta liên quan, người ta cần những cái thông tin này á, chứ các bạn đừng tát những cái người ba má các bạn cũng tát vào, hay là người dân, hay là trong friend list nào đó các bạn tát vào á, nó không, nó phản cảm ha. Do đó các bạn tát cho đúng người, mình nhận giải thưởng nó cũng vui hơn, chứ đừng lấy cái nick ảo vô mà tát tùm lum vô. Đó là những cái mà tôi nói về tuổi Tuất năm nay. Rồi để coi xem thử coi, xem thử coi nãy giờ ai tương tác nhiều, tôi sẽ xem bát tự cho người đó hôm nay ha, bất chấp lứa tuổi. Ồ, nó bị trôi rồi. Rồi các bạn cho tôi ngừng cái livestream này một chút ha. Tôi tổng kết nãy giờ là ai tát nhiều nhất, rồi tôi sẽ xem ngay do người đó năm nay trực tiếp luôn. Rồi cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn đã đến với Zenmi Phong Thủy Phượng Số Hồng Kông của môn phái Bắc Tự Quyền Không Biết Truyền Trần Hồng Kông ha. Xin tự giới thiệu, tôi là Master Nam, người sáng lập ra Zenmi. Tôi đã từng xem cho rất nhiều người các bạn, từ những người rất là hết sức bình dân cho đến những cái người là nhân sự cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước, thành những cái chương trình tư vấn rồi là phỏng vấn với HTV, rồi xem cho một số nhân vật rất hot hiện nay như là Sắc Thái Văn Linh trong chương trình Sắc Tăng, tôi xem cho bên tập phim là bên BHD, tôi đã từng xem cho rất nhiều chính trị gia ở Việt Nam. Thì những người này đến, họ ban đầu là họ xem cho chính họ, sau đó họ thấy hay quá thì bắt đầu là họ mới thỉnh luôn những cái vật phẩm phong thủy,
những cái đồ đem lại cái sự may mắn ấy, để mà tặng quà cho những cái nguyên thủ quốc gia, ví dụ như là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, như hình các bạn thấy. Và hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước Jimmy đã từng tư vấn. Cho nên là tôi có một cái kinh nghiệm rất sâu sắc, rất là sâu về xem bát tự, mệnh cách cũng như là tướng mệnh học và phong thủy. Hy vọng các bạn sẽ chia sẻ video này và đăng ký kênh của tôi để tiếp tục theo dõi những video mới nhất. Tôi sẽ dạy cho các bạn xem tướng cũng như là xem bát tự miễn phí cho các bạn. Hãy subscribe kênh của tôi hoặc là đăng ký vào fanpage để nhận được những thông báo mới nhất, đừng bỏ lỡ những cái chương trình như thế này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi từ nãy đến giờ. Và còn chờ gì nữa, hãy chạy ngay đi. Đi đâu? Đi đến Jimmy và để được lấy được những lá số bát tự như vậy, để hiểu rõ thêm về mệnh cách của chúng mình. Từ đó các bạn sẽ có thể hình được những cái trang sức cải vận rất là tốt cho mình, để mà tối ưu được cái mệnh cách của chính mình, cũng như có thể đăng ký gói tư vấn một một với tôi để mà có được những cái biểu đồ như vậy, để hiểu rõ sâu về mệnh cách cũng như cái cách để mà chuẩn bị cho những cái vận hạn, để chúng ta có thể đỡ hơn trong những cái lúc mà khó khăn như vậy, cũng như là tranh thủ những cái thời vận đang tới với chúng ta để chúng ta làm nó tốt hơn và đạt được cái hiệu quả tối ưu của nó. Thì chúng ta, các bạn có thể lên theo dõi fanpage của tôi và đăng ký subscribe kênh này, hoặc là gọi số hotline ở bên dưới để đăng ký gói tư vấn 1-1 để biết rõ hơn về mệnh cách của chính mình. Xin các bạn hãy đón xem và theo dõi, đừng quên chia sẻ video clip này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.